Hà Anh và Phạm Hùng Cường, xứ ngôn viên từ đài IBC TV xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào đón đến với chương trình tin tức tổng hợp của buổi sáng ngày hôm nay trên băng tần 57.19 của miền Nam, 16.12 miền Bắc California, 27.7 Houston, Texas, trên hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên trang mạng ibctv.us hoặc qua kênh YouTube IBC TV Official. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Và kính thưa quý vị khán thính giả, như thường lệ trước khi vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị đến với phần điểm tin. Tổng thống Biden và ông Tập trao đổi lời chúc mừng kỷ niệm 45 năm ban giao. Người dân của Ukraine hy vọng chiến thắng năm 2024, cầu mong binh sĩ trở về bình an. Hàng ngàn người tụ tập ở Istanbul để ủng hộ Palestine. Ông Kim Jong-un dự lễ đón năm mới ở Bắc Hàn. Người Úc tự hào và vui mừng sự lên chức của công chúa Mary Đan Mạch. Và sau đây xin kính mời quý vị khán thính giả đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của sứ ngôn viên Phạm Hùng Cường. Tổng thống Biden và ông Tập trao đổi lời chúc mừng kỷ niệm 45 năm ban giao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ là Joe Biden hôm thứ Hai đã trao đổi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập ban giao giữa hai nước. Trong thông điệp của mình, ông Tập nói rằng việc thiết lập ban giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là một sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương và quốc tế. Ông lưu ý trong 45 năm qua, quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã trải qua những thăng trầm và tiến lên về tổng thể, không chỉ nâng cao phúc lợi của nhân dân hai nước mà còn thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới. Ông Tập cho biết lịch sử đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh đầy đủ rằng sự tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi là con đường đúng đắn để Trung Quốc và Hoa Kỳ hòa hợp với nhau với tư cách là hai nước lớn. Ông Tập chỉ ra rằng ông và Biden trong cuộc gặp ở San Francisco đã lập ra một tầm nhìn San Francisco hướng tới tương lai, vạch ra lộ trình cho sự phát triển của quan hệ Trung và Hoa Kỳ. Người dân của Ukraine đã hy vọng chiến thắng năm 2024, cầu mong binh sĩ trở về bình an. Người dân thủ đô của Ukraine vào hôm thứ Hai đã bày tỏ hy vọng vào một chiến thắng của Ukraine trong năm mới và cầu mong những người lính của họ đang chiến đấu ở tiền tuyến sẽ về nhà bình an vô sự. Trong khi một số người đón năm mới mà không có chồng những người đang phục vụ trong quân đội của nhà nước, trong khi những người khác đang phục vụ quân đội bày tỏ lòng biết ơn đối với những người ủng hộ quân đội. Lực lượng không quân của Ukraine cũng cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Nga đã phóng 90 máy bay không người lái tấn công trong vài giờ trước ngày đầu năm mới và hy vọng hệ thống phòng không của Ukraine cũng đã làm nên được nhiều điều đặc biệt, đã tiêu diệt được 87 chiếc trong số đó. Tổng thống của Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã tôn vinh sự kiên cường của người dân trong thời kỳ đổ máu trong một bài phát biểu năm mới dài và trữ tình, đồng thời thề giống như một năm trước rằng một Ukraine tự do sẽ thắng thế. Hàng ngàn người tụ tập ở Istanbul để ủng hộ Palestine. Hàng ngàn người đã tập trung tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong những giờ đầu tiên của năm mới hôm thứ Hai để phản đối cuộc chiến của Israel và ở dải Gaza. Cảnh quay từng máy bay không người lái về sự kiện này cho thấy đám đông trên cầu Galata trong thành phố dương biểu ngữ và cờ ủng hộ người Palestine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở khu vực này. Một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào tháng 12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu người đồng cấp Hoa Kỳ sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Israel để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Gaza và ở bờ Tây. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ giải pháp hai nhà nước do cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ và chỉ trích gay gắt Israel, kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn và đưa ra các nhà lãnh đạo Israel ra tòa án quốc tế vì tội ác chiến tranh, đồng thời chỉ trích sự ủng hộ của người phương Tây dành cho Israel.
Ông Kim Jong-un dự lễ đón năm mới ở Bắc Hàn. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã tham dự lễ đón năm mới vào đêm khuya hôm Chủ nhật tại Bình Nhưỡng, cùng với vợ là Ri Ja-ju và con gái. Buổi trình diễn được phát sóng vào hôm thứ Hai bởi đài truyền hình nhà nước RKT của nước này, đưa tin lễ đón năm mới được tổ chức tại sân vận động Ngày Quốc tế Lao động, nơi có sự hiện diện của các đảng viên cấp cao, quân nhân và thành viên của đoàn ngoại giao. Buổi biểu diễn có sự góp mặt của các vận động viên trượt băng, nhào lộ và dàn hợp sướng và pháo bông thắp sáng bầu trời vào lúc nửa đêm, khi địa điểm tràn ngập niềm hạnh phúc tột độ và sự phấn khích vô bờ bến khi được nhìn thấy người cha nhân từ của gia đình xã hội chủ nghĩa vĩ đại. Sự kiện này diễn ra sau khi ông Kim kêu gọi nâng cấp khả năng sẵn sàng quân sự của đất nước, tuân theo cam kết được đưa ra khi kết thúc cuộc họp đảng chủ chốt kéo dài 5 ngày kết thúc vào hôm thứ Bảy, nhằm tăng cường kho vũ khí nguyên tử, chế tạo máy bay không người lái quân sự và phóng 3 vệ tinh do thám mới vào năm 2024. Người Úc tự hào và vui mừng trước sự lên chức của công chúa Mary Đan Mạch. Người Úc đến từ bang Tasmania, quê hương của công chúa Mary của Đan Mạch, cho biết hôm thứ Hai họ rất vui mừng và tự hào về việc bà trở thành nữ hoàng sau khi quốc vương trị vì của đất nước. Margaret thứ Hai tuyên bố sẽ thoái vị. Thái tử Frederick, người kết hôn với công chúa vào năm 2004, khi đó được gọi là Mary Elizabeth Donaldson, sẽ trở thành vua Frederick thứ 10. Margaret, vị quốc vương tại vị lâu nhất châu Âu, cho biết hôm Chủ nhật sẽ thoái vị vào ngày 14 tháng 1 sau khi 52 năm trị vì và sẽ kế vị bởi con trai là Thái tử Frederick. Nữ hoàng 83 tuổi, người lên ngôi năm 1972, đã đưa ra thông báo bất ngờ trên truyền hình trực tiếp trong bài phát biểu đêm giao thừa truyền thống của bà, được nhiều người ở đất nước 5.9 triệu dân theo dõi. Sau khi nữ hoàng Anh Elizabeth thứ Hai qua đời năm 2022, nữ hoàng Margaret thứ Hai là nữ vương duy nhất của châu Âu. Bà được ca ngợi vì đã hiện đại hóa hoàng gia Đan Mạch một cách tinh tế trong nửa thế kỷ trị vì. Nữ hoàng Margaret thứ Hai nhiều lần xác định sẽ không bao giờ thoái vị, nhưng cuộc phẫu thuật lưng tháng 2 năm ngoái khiến bà phải cân nhắc về tương lai. Nhà sử học Sebastian Olden Jorgensen cho biết Thái tử Frederick và công nương Mary là những người hiện đại, tức thời, yêu nhạc pop, nghệ thuật hiện đại và thể thao. Kính thưa quý vị, chương trình tin tức tổng hợp xin tạm dừng giây lát để gửi đến quý vị khán giả phần bảo trợ thương mại. Phát ngôn viên Phạm Hùng Cường và Hà Anh sẽ quay trở lại với một số tin tức được cập nhật, như bản tin về quân khuyển của quân đội Israel đã vô hiệu hóa những kẻ khủng bố như thế nào, hay người Việt thuộc số tìm đường vào Hoa Kỳ qua ngã của Nicaragua ra sao. Cùng với một số tin tức mới nhất được cập nhật, xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV.